Sống tử tế là một vở kịch sống động, đầy màu sắc, với nhiều gam màu đan xen, khiến người xem phải giật mình. Ở đó có những ước mơ trong sáng, những khát khao cháy bỏng về tình yêu, hạnh phúc, nhưng cũng có cả những mưu mô đen tối, những dối trá thấp hèn hay lòng vị kỷ. Qua câu chuyện của Vinh, một thanh niên khuyết tật 19 tuổi được bao bọc, che chở trong một gia đình giàu có, nhưng luôn khắc khoải với tình yêu không thể nói của mình. Và Hương, một cô gái bán hoa có tâm hồn trong sáng, với quá khứ đặc biệt và nhiều mơ ước nhưng bị vùi dập bởi định kiến và kỳ thị. Vở kịch đã đặt người xem đối diện với những vấn đề thời sự của cuộc sống. Ông Nam và Quang, hai bố con có học thức, địa vị, nhưng không bao giờ thanh thản được trong tâm hồn vì những điều chưa tử tế mà họ đã làm. Bà Lan, bà Hồng, Trung và Mến, những cây cầu nối mong manh, phân vân giữa việc lựa chọn ủng hộ hay từ bỏ quyền yêu thương của con người. Vở kịch khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc và thế nào là sự tử tế. Vở kịch do Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường kết hợp với Đoàn kịch 1, Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng và ra mắt vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2014. Sống tử tế là kịch bản của tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Bùi Như Lai cùng dàn diễn viên của Đoàn kịch 1 như nghệ sĩ Thu Hương, Quang Ánh, Duy Anh, Tùng Linh, Anh Thơ, Hương Thủy, Thu Trang, Nhật Quang.